Chào mừng quý vị đến với kênh Tâm Linh 365. Quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi nhé. Tâm Linh 365 xin kính chào quý anh chị và các bạn. Hoan hỉ chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của chúng tôi ngày hôm nay. Thay mặt ban biên tập chương trình, chúng tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới quý anh chị và các bạn. Chúc quý anh chị và các bạn luôn gặp nhiều may mắn, hanh thông và thành công trong mọi lĩnh vực. Quý anh chị và các bạn thân mến, ở video ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với quý anh chị và các bạn về chủ đề tử vi trong tuần mới, từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6, ăn no lộc thánh, top 4 con giáp may mắn ngút ngàn, tình tiền cầu được ước thấy, hanh thông trong sự nghiệp, vận may tới tấp. Quý anh chị hãy chú ý theo dõi, xem mình có nằm trong top những con giáp may mắn này không nhé. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Sau đó nhấn vào tín hiệu chuông để được nhận thông báo mỗi khi có video mới. Hoặc quý anh chị cũng có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 đã được gắn link ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin mời quý anh chị và các bạn hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về thông tin chi tiết. Quý anh chị và các bạn thân mến, sau đây là thông tin chi tiết về nội dung trong tuần mới từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6, ăn no lộc thánh, tốt con giáp may mắn ngút ngàn, tình tiền cầu được ước thấy. Con giáp may mắn đầu tiên được nhắc tới đó là con giáp Tùy Sửu. Theo tử vi của 12 con giáp, Tùy Sửu sẽ gặp được cơ hội đổi đời, vất lên giàu có trong một nốt nhạc trong tuần mới từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6. Được thần tài chiếu cố, mọi dự định của con giáp đều được tiến hành suôn sẻ. Tuần mới sẽ mang đến một giai đoạn trơn tru và hiệu quả với bản mệnh. Nhờ đó, bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng và nhanh chóng, cấp trên tin tưởng. Nên đã giao cho bản mệnh nhiệm vụ trọng đại, bạn cần nắm bắt cơ hội này để thể hiện bản thân và khẳng định vị trí. Tình hình làm ăn kinh doanh cũng trên đà phát triển ổn định, những quyết định đúng đắn trước đó giúp bạn thu được một khoản đều đều vào túi. Bạn có thể nhân thời điểm này để mở rộng thêm các mối quan hệ khách hàng, đối tác của mình. Bản mệnh trong giai đoạn này kiếm tiền nhiều vô kể, chẳng những có được cuộc sống dư giả mà còn tích lũy được một khoản vốn cho việc phát triển sự nghiệp riêng sau này. Đây là khoảng thời gian thể hiện sự uy tín của mình trong công việc, nhờ đó mà bạn được tin tưởng hơn bao giờ hết, nhiều người còn được giao cho nhiệm vụ quan trọng, đó là lúc bạn được phát huy tối đa năng lực của bản thân. Vì thế hãy cố gắng tập trung, đừng vì bất cứ lý do gì mà sao nhãng. Đế vượng là sao tốt mang tới nguồn năng lượng dồi dào để những con giáp này có thể cho thấy sức ảnh hưởng và tài lãnh đạo của mình. Đây là khoảng thời gian gặp nhiều may mắn, được nâng lương, thăng chức, nhờ công sức của bạn được lãnh đạo ghi nhận. Cuộc sống của bản mệnh lúc này cũng rất năng động, vui vẻ. Công việc của con giáp cũng nhận được nhiều sự chú ý từ những người xung quanh. Do đó, đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn thuyết phục đối tác hoặc là cấp trên về những ý tưởng của mình. Vận trình sự nghiệp của con giáp Tùy Sửu lúc này đáng để mong đợi khi mà nhiều người tận dụng được cơ hội tốt để thể hiện năng lực của bản thân, có được vị trí quan trọng ở nơi làm việc. Nguyệt lệnh lâm đế vượng mang lại sự uy nghi, đường bệ cho bản mệnh. Nhờ đó mà bạn dù đang giữ chức vụ gì thì cũng không quan trọng vì ai ai cũng tin tưởng và ngưỡng mộ bạn. Có thể nói, tính tình quảng đại lại có tài lãnh đạo nên nhiều người có cơ hội thăng tiến trong công danh, quyền thế và cả tiền bạc. Bản mệnh hãy tự tin đón nhận những tin vui đang tới, dù ai đó có ghen tị thì đừng quá để tâm vì họ sẽ chẳng làm hại được bạn. Vì năng lực của bạn đã được khẳng định trong một thời gian dài. Một số người cũng có thể nhận được một cơ hội làm việc mới để bạn có cơ hội phát huy năng lực của mình và lời đề nghị thăng chức. Ban đầu, bạn sẽ cảm thấy choáng ngợp trước nhiều thay đổi trước mắt, nhưng dần dần bạn có thể hệ thống được mọi việc một cách suôn sẻ hơn. Về vận trình tài lộc của con giáp này, dường như nguồn thu này đang bù đắp cho khoảng thời gian thiếu thốn trước đây của bạn. Thậm chí có nhiều người có được của ăn của đẻ, tiết kiệm được một khoản kha khá, đảm bảo cho bạn có tương lai tốt hơn. Nhiều người tuổi này nhờ kiên nhẫn gom góp tiền bạc trong nhiều năm qua, nên lúc này có thêm hậu thuẫn của người thân và mua được nhà cửa, tậu được xe mới. Tuy nhiên, đừng vì thế mà phóng tay thiếu kiểm soát, dù mua món đồ gì, ít hay là nhiều tiền, đều phải so sánh ưu và nhược điểm trước khi đưa ra lựa chọn phù hợp.
Trong tuần này, con giáp Tuổi Sửu phát huy được trí thông minh và sự nhanh nhẹn trong việc nắm bắt cơ hội sẽ có thể phát tài nhỏ. Nếu bản mệnh là người chuyên đầu tư hay kinh doanh thì lúc này có lợi thế rõ rệt, hãy chấp lấy thời cơ của mình. Về vận trình tình cảm trong tuần mới thay đổi tích cực vì bạn rất biết cách ứng xử phù hợp với bạn đời cũng như người thân, thậm chí bạn còn là người hòa giải cho những căng thẳng của gia đình đối phương. Người độc thân hứa hẹn sẽ có những cuộc hò hẹn lãng mạn như ý để bạn có thể chọn lọc và nhận ra ai là một nửa đích thực của mình. Bản mệnh phải chấp nhận một thực tế rằng bạn không thể tìm ngay được người vừa ý, do đó phải loại bỏ rất nhiều đối tượng tiềm năng, nhất là những ai có thái độ thô lỗ, thiếu tôn trọng thì hãy loại họ sớm bằng thái độ vừa từ tốn vừa dứt khoát để đừng làm lãng phí thời gian của hai người. Nhiều cặp đôi có thể đón nhận nhiều tin vui trong chuyện tình cảm, những cuộc trò chuyện khiến cho hai bạn lại gần nhau hơn, thậm chí có thể đi đến các quyết định quan trọng trong các mối quan hệ. Về vận trình sức khỏe của con giáp Tuổi Sửu không có gì đáng lo ngại, bạn chỉ cần tập trung vào việc ăn uống đa dạng thức ăn để gia tăng sức đề kháng là được. Ảnh hưởng của yếu tố thời tiết không tốt cho các vấn đề liên quan tới dạ dày của bạn, biểu hiện ho nhẹ, táo bón đầy bụng, rêu lưỡi đỏ, miệng khô, mỗi khi bạn mệt nên giảm bớt lượng công việc đang làm để có thêm thời gian nghỉ ngơi. Trong thời gian này, không phù hợp cho những việc quá sức, tham gia các buổi tiệc thì cũng không nên uống quá nhiều rượu bia. Cảm ơn quý anh chị và các bạn Tuổi Sửu đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn Tuổi Sửu có một tuần làm việc suôn sẻ, hanh thông và may mắn. Con giáp tiếp theo may mắn được nhắc đến đó là con giáp Tuổi Thìn. Trong tuần từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 sẽ đem đến nhiều cơ hội mới cho Tuổi Thìn và mọi kế hoạch của bạn sẽ diễn ra một cách suôn sẻ. Dù vậy, bạn cũng cần tiếp tục học hỏi, phát triển kỹ năng và nâng cao năng lực của bản thân để tiến xa hơn trong việc đạt được mục tiêu lớn. Sự nghiệp của bạn có những bước tiến rõ rệt, bạn tự tin thể hiện những quan điểm của mình trước tập thể và có thể góp phần giúp mọi người thoát khỏi bế tắc từ trước cho tới nay. Cấp trên có thể dành cho bản mệnh nhiều lời tuyên dương khen ngợi đầy xứng đáng. Về mặt tài chính, người tuổi này cũng có thể chờ đợi những bất ngờ lớn, có thể bạn sẽ nhận được nguồn thu từ nhiều phía như thưởng, lợi nhuận từ đầu tư, làm kinh doanh, có thể gặp được khách hàng đối tác thích hợp vào thời gian này. Trên phương diện tình cảm, người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt, chỉ cần bạn mong muốn đến với ai thì việc thành đôi với người đó không quá khó khăn, hãy tự tin vào sức hút của mình. Trong tuần mới này, con giáp Tuổi Thìn đã biết chủ động giải tỏa được những căng thẳng trong cuộc sống nên không có gì phải lo nghĩ nhiều. Mọi việc trở nên thuận lợi hơn cũng giúp cho bạn trở nên hài hòa nhã nhặn hơn trong cách giao tiếp với mọi người. Thời gian này, thực thần mang tới nhiều niềm vui trong cuộc sống đối với con giáp Tuổi Thìn, nhờ đó mà bạn trở nên lạc quan, vui vẻ hơn rất nhiều. Bạn cũng rất cởi mở trong việc gặp gỡ, giao lưu và nhiệt tình trong việc hỗ trợ, giúp đỡ người khác. Nhờ có thiên vu che chở nên lúc này bản mệnh chăm chỉ làm ăn, linh hoạt, biết chăm chút cho công việc của mình, nhờ đó mà có cơ hội được thăng quan tiến chức. Tam hội xuất hiện cho thấy bản mệnh khá xuất sắc trong việc đối nhân xử thế và người ấy cũng không thể trách cứ bạn trong bất cứ việc gì. Tuy nhiên, để nuôi dưỡng tình cảm lâu bền, bạn nên xây dựng từ sự chân thành thấu hiểu, đừng cố tạo ra vỏ bọc khiến đôi bên cảm thấy mệt mỏi trong tương lai. Trong tuần mới này, Thái Dương Cát Tinh ghé thăm phù trợ cho công việc của Tuổi Thìn có cơ hội phát triển mạnh mẽ. Nếu ai biết chấp lấy cơ hội tốt thì việc thăng chức tăng lương nhận thưởng là việc hoàn toàn nằm trong tầm tay. Dường như khó khăn không thể trở thành vật cản của con giáp này khi bạn luôn biết làm chủ tình hình, hạn chế tối thiểu những rủi ro tổn thất cho mọi người. Bản mệnh tìm thấy sự thoải mái, vui vẻ nơi công sở và cảm thấy rất quý mến những người làm cùng với mình, nên sẵn sàng tương tác với thái độ dân chủ. Việc chia sẻ tầm nhìn, kế hoạch có thể giúp nâng tâm trạng của bạn trở nên đầy hứng khởi. Có thể thấy, niềm vui của con giáp này có đến từ việc thành công trong sự nghiệp, giúp bạn được ghi nhận và khiến cho bạn trở nên tự tin hơn rất nhiều. Ngoài ra, có những người thực sự tài năng khi có chút thử thách là lúc họ thể hiện khả năng duy trì vị trí đứng đầu khi xử lý các vấn đề liên quan đến công việc, đồng nghiệp và cấp trên không ngại trao cho bạn những lời khen ngợi khiến cho bạn cảm thấy hài lòng. Phần lớn, thời gian, sự chú ý của bạn có thể bị lấn át bởi các vấn đề cá nhân, cần giữ thái độ
giao tiếp tích cực, hợp lý với những người xung quanh để tránh sự xáo trộn trong các mối quan hệ. Về vận trình tài chính của con giáp tuổi Thìn lúc này khá an ổn, không có gì phải lo nghĩ nhiều. Thế nhưng nếu muốn lên kế hoạch cho cuộc sống giàu có, sung túc hơn thì bạn phải làm khác đi. Bạn chẳng có được kết quả mới với cách làm cũ. Liên quan đến chi phí và lợi nhuận thì bạn có thể nhận được những kết quả khác nhau, tùy thuộc vào khả năng tính toán, suy nghĩ một cách khôn ngoan. Chỉ nhờ thế bạn mới có thể có được nguồn thu nhập tốt và có một cuộc sống ổn định. Thái độ thờ ơ với những cơ hội đầu tư của mọi người đang nói đến không hẳn là điều tốt. Có thể vì bạn muốn an toàn, sợ bị lừa nên cố gắng tránh xa. Nhưng thái độ đúng ở đây là bạn cũng nên tìm hiểu, hãy dành thời gian để khai thác thông tin về chúng vì đó là cách để bạn gia tăng lượng kiến thức về tài chính của mình. Ngược lại, với những ai bao lâu nay liều lĩnh đầu tư thì nên chậm lại tiến trình của mình. Bạn cần phải hiểu mình đang làm gì trước khi bỏ tiền vì thực ra việc đầu tư chưa bao giờ là việc dễ dàng. Trong vận trình tình cảm của con giáp tuổi Thìn và một nửa của mình cũng chỉ ở mức trung bình khi hai người bắt đầu tạo ra khoảng cách trong giao tiếp vì cuộc sống quá bận rộn. Bạn đừng quên làm mới tình cảm bằng những cử chỉ yêu thương hay những buổi hẹn hò riêng tư. Đừng vì mải mê với công việc mà bỏ bê thiếu sự quan tâm tới người ấy. Tốt nhất là nên thực hiện những lời hứa của mình để tránh thái độ thất vọng của nửa kia. Người độc thân vẫn đang rất kiên nhẫn trong việc tìm kiếm một nửa của mình, dù chưa có dấu hiệu khả quan nhưng bản mệnh khá lạc quan và luôn tin tưởng rằng có ngày sẽ gặp được người phù hợp. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Thìn đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Thìn luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong mọi lĩnh vực. Con giáp may mắn tiếp theo được nhắc tới đó là con giáp tuổi Mùi. Trong tuần mới, người tuổi Mùi sẽ có rất nhiều điều tốt đẹp để trông đợi. Với sự chăm chỉ thông minh của mình, bản mệnh có thể nắm bắt được những cơ hội tuyệt vời, biến chúng thành bước đệm cho sự nghiệp và cuộc sống cá nhân. Tuần này là một tuần làm việc vô cùng may mắn của bạn. Bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân và được đối phương giới thiệu cho những cơ hội đáng quý. Con giáp này cũng được đối phương chỉ ra điểm yếu để nhanh chóng khắc phục. Sự cố gắng không ngừng và khao khát thành công sẽ thúc đẩy người tuổi Mùi vượt qua mọi thách thức, mở ra cơ hội xây dựng một tương lai tươi sáng cho bản thân và gia đình. Phương diện tài chính phát triển rực rỡ vào thời điểm cuối tuần, bạn nắm bắt được xu thế thị trường nên có thể đi tắt đón đầu, đem lại nhiều khoản tiền lời lãi hơn hẳn so với đối thủ. Bản mệnh cũng có thể cân nhắc mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh của mình. Theo dõi tử vi trong khoảng thời gian này của con giáp tuổi Mùi cho thấy, đây là khoảng thời gian hứa hẹn có nhiều điều kiện thuận lợi đối với con giáp này. Bạn cũng rất háo hức muốn thực hiện những kế hoạch của mình đã đề ra. Nguyệt lệnh cung dưỡng khuyến khích sự chủ động, chăm chỉ, nhiệt tình của bản mệnh. Nhìn chung bạn tìm thấy sự thoải mái, vui vẻ nơi công sở và cảm thấy rất quý mến những người làm cùng với mình, nên sẵn sàng tương tác với thái độ dân chủ. Việc chia sẻ tầm nhìn, kế hoạch có thể giúp nâng tâm trạng của bạn trở nên đầy hứng khởi hơn. Đây là thời gian thuận lợi cho những ai đang có mong muốn tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp. Nếu nơi cũ không công nhận, đánh giá cao năng lực và đóng góp của bạn thì lúc này là thời điểm thích hợp để thay đổi. Con giáp này có thể tự quản lý bản thân rất tốt, nhưng họ lại lúng túng khi chịu sự quản lý của người khác. Bản mệnh nên hiểu rằng bản thân mình không hiểu biết tất cả, do đó họ nên học cách lắng nghe từ người khác nhiều hơn. Có thể thấy, thử thách đối với con giáp này là họ phải tự lo cho bản thân mình về cuộc sống, thế nhưng họ vẫn tự tin đón nhận mọi thứ diễn ra với mình, nên có thể nói không có điều gì có thể làm khó được con giáp tuổi Mùi. Trong tuần mới này, con giáp tuổi Mùi rất nhiều năng lượng, nhờ đó mà hiệu quả công việc được tăng cao rõ rệt. Những nhiệm vụ trước đây có khi cần vài tuần mới xong thì bạn chỉ cần xử lý trong một tuần. Có thể thấy, khi các vấn đề đã được giải quyết càng sớm càng tốt, bạn sẽ có những ngày tiếp theo diễn ra ổn định. Thêm vào đó, con cái học tập có sự tiến bộ hoặc là gặp may mắn trong học hỏi, thi cử giúp bản mệnh cảm thấy rất an tâm và vui vẻ. Hẳn là bạn sẽ hài lòng với những thành tích của bản thân. Tuy nhiên, nên duy trì tác phong cẩn thận khi làm việc, các kỹ năng, khả năng của bạn sẽ hỗ trợ, giúp bạn giải quyết công việc một cách hiệu quả. Cũng nhờ thế, bạn có khả năng phá vỡ những quan điểm đã đeo bám của bạn từ trước, hoặc là giúp bản thân rũ bỏ đi những định kiến, thế
Thế nhưng điểm yếu của con giáp này là bạn đang có xu hướng trốn tránh các cuộc đối đầu. Điều này có nghĩa khi không thể hiện bản thân, bạn sẽ nảy sinh sự bất bình với người khác và hình thành một cảm giác bị chối bỏ. Do đó, để thành công hơn, nên tập thể hiện chính kiến của mình, đồng thời cân nhắc các khả năng trước khi đưa ra quyết định. Về vận trình tài lộc, cơ hội xuất hiện rất nhiều khi thiên tài ghé thăm đối với con giáp tuổi Mùi. Vì thế đừng kêu ca là không có cơ hội đến với mình, bạn phải chủ động tháo vát, đừng để quá muộn rồi lại hối tiếc. Càng làm ăn kinh doanh, bạn càng thấy việc kiếm tiền không hề dễ dàng gì. Vì thế hãy trân trọng từng cơ hội đến với mình, nhất là những ai giúp đỡ bạn bằng tiền bạc thì nhất định phải tìm cách để trả ơn, không ai cho không ai cái gì. Với người đang chuẩn bị mua sắm bất động sản, đây là tuần mà bạn nên tập trung vào việc chuẩn bị thủ tục, giấy tờ quan trọng. Đừng xem thường những vấn đề pháp lý vì những rắc rối này đều phải trả bằng không ít tiền bạc. Với người làm công ăn lương, bạn phải biết rằng thu nhập của bạn rất khá. Bạn phải cố gắng chi tiêu tiết kiệm, nâng cao đời sống của bản thân mình. Việc giữ một khoản tiền đề phòng trong khoảng 3 tháng lương của bạn đề phòng cho khi khó khăn và vô cùng quan trọng. Do đó, bản mệnh nhất định phải lưu tâm và kiên trì thực hiện một cách nghiêm túc nhất. Tam hợp mang lại đời sống tình cảm rực rỡ, còn giáp tuổi Mùi, những cặp đôi từng giận hờn thì nay có cơ hội lớn được hàn gắn yêu thương bấy lâu đang bị bỏ bê. Người độc thân tình cờ gặp lại một đối tượng bạn từng quen trong quá khứ, giữa hai bạn có thể nảy sinh tình cảm, tuy nhiên trước khi quyết định đi xa hơn, bạn vẫn nên tìm hiểu kỹ về những người này. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Mùi đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Mùi luôn gặp nhiều may mắn, hanh thông trong mọi lĩnh vực. Con giáp may mắn tiếp theo được nhắc tới đó là con giáp tuổi Tuất. Đối với những người tuổi Tuất, tuần mới sẽ mang đến một giai đoạn phát triển đầy mạnh mẽ và bạn sẽ có cơ hội để thể hiện toàn bộ tiềm năng của mình. Đây là thời kỳ hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cơ hội tốt lành, đặc biệt là trong lĩnh vực sự nghiệp và tài chính cho những người thuộc con giáp này. Quá trình làm việc hết sức suôn sẻ, nếu có thời gian rảnh, bạn có thể học hỏi thêm những kiến thức kỹ năng mới, có thể những kiến thức đó hiện giờ không cần dùng đến, song tương lai bạn sẽ thấy vô cùng hữu ích. Hơn nữa, cát tinh sẽ giúp cho bản mệnh hóa giải nhiều nguy cơ, thậm chí thách thức bất ngờ xuất hiện cũng là cơ hội để bạn rèn luyện và tiến bộ hơn. Vì thế, dù gặp chuyện gì thì cũng đừng đầu hàng trong nghịch cảnh. Tình hình tài chính có khởi sắc vào thời điểm này, bạn có thể ký kết được hợp đồng có giá trị với đối tác hoặc được giới thiệu cho những cơ hội đầy triển vọng. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn vẫn cần có kế hoạch quản lý tài chính của mình một cách khôn ngoan, không để những quyết định mang tính cảm tính chi phối. Vận trình của con giáp tuổi Tuất trong sự nghiệp tiến triển khá tốt, bản mệnh được quý nhân tam hợp che chở nâng đỡ, hứa hẹn nhiều điểm sáng mới rất đáng mong đợi. Các thần hỗ trợ những con giáp này khá tốt trong việc mở rộng mối quan hệ xã giao nơi công sở. Bạn vừa được cấp trên hậu thuẫn, lại có cấp dưới đồng lòng, đồng nghiệp nhiệt tình, mọi việc tiến triển theo đúng kế hoạch. Có thể nói thời gian này, dấu hiệu thăng tiến trong sự nghiệp của bạn rất cao. Bằng sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ, cộng thêm chút hài hòa về vận thế, bản mệnh đang gặt hái những thành quả hết sức xứng đáng. Đây cũng là một tuần thuận lợi để con giáp này mạnh dạn tiến hành các kế hoạch dự định lớn lao đã ấp ủ từ lâu. Đừng quá lo lắng, hãy cứ tự tin vào năng lực của mình. Cố hết khả năng rồi bạn sẽ đạt được những thành tích đáng tự hào bằng chính đôi bàn tay của bạn. Lại thêm sự xuất hiện của thiên ấn, công việc tiến triển tốt theo đúng kế hoạch đảm bảo như tiến độ, bản mệnh còn dễ hợp tác thành công, ký kết không ít hợp đồng béo bở, đem lại lợi nhuận không nhỏ cho công ty và cả bản thân mình. Theo dõi về vận trình tài lộc của con giáp này, cùng với công việc thuận lợi, vận trình tài lộc của con giáp tuổi Tuất cũng trên đà khởi sắc. Dù là người làm công ăn lương hay là người kinh doanh buôn bán tự do, thời gian này đều gặt hái kết quả như ý muốn. Con giáp tuổi Tuất đang có nhiều cơ hội kiếm tiền, kinh doanh buôn bán được lộc trời ban, hứa hẹn doanh thu bất ngờ, đáng để chờ đợi. Chính tài thứ tài đều có thu hoạch nhất định. Có khả năng các đề nghị tăng lương hay mức thưởng hoa hồng của bạn sẽ được chấp thuận. Hơn nữa, bản mệnh khá khéo léo trong các mối quan hệ xã giao. Đây là chính thời điểm bạn tận dụng triệt để mối quan hệ tốt tạo lập trước đó, rất có lợi cho việc kinh doanh đầu tư. Hùn vốn đầu tư trong giai đoạn này hoàn toàn hợp lý khi cát khí từ cục diện bán hợp đang lan tràn. Nếu đang có sẵn nguồn vốn rủng rỉnh, bản mệnh có thể thử sức mình.
Có điều, làm gì thì cũng cần phải bình tĩnh, thận trọng, bởi bạch hổ hung tinh cũng có thể mang đến điểm xui xẻo, phá tài bất cứ lúc nào. Dù có ham kiếm tiền đến đâu, thì bạn vẫn cần đề cao cảnh giác với những mối hợp tác hoặc đầu tư mờ ám, đừng bất chấp pháp luật mà làm liều, kẻo vi phạm, vướng họa lao ngục. Chỉ cần lưu ý trong đầu tư, biết đúng điểm dừng, tránh tham thì thâm là được. Ngoài việc bài trí khu vực này thoáng đãng sạch sẽ, con sắp này có thể bổ sung thêm cây xanh hoặc tiểu cảnh, hòn non bộ nhỏ để kích vượng nguồn năng lượng tích cực, thúc đẩy tài khí hanh thông, làm ăn kinh doanh ngày càng thuận lợi. Về vận trình tình cảm, đào hoa vượng, nhân duyên tốt lành ùn ùn kéo tới, người độc thân có thể nhân cơ hội này tìm kiếm, lựa chọn đối tượng ưng ý, tình yêu nhanh chóng thăng hoa. Có điều, với một số bản mệnh, vì đào hoa quá vượng, rất dễ rơi vào tình trạng mông lung về cảm xúc của bản thân, không hiểu được trái tim mình đang mách bảo điều gì, vì thế mà ngày lắm mối tối nằm không, chưa thể chọn được người tương xứng, thậm chí còn bị đối phương hiểu nhầm rằng bạn chỉ có ý định vui chơi qua đường. Với các cặp đôi đang yêu, tình cảm mặn nồng và có thể bước tiếp sang giai đoạn mới, hai bạn có thể tính chuyện hôn nhân ngay trong thời gian tới. Các dấu hiệu cầu hôn, đính hôn, cưới hỏi cũng khá rõ nét. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Tuất đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Tuất luôn gặp nhiều may mắn, hanh thông trong mọi lĩnh vực. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Sau đó nhấn vào tín hiệu chuông để được nhận thông báo mỗi khi có video mới. Hoặc quý anh chị cũng có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 đã được gắn link ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo.